Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm 1.000 người đăng ký YouTube nhanh nhất, hay còn gọi là 1.000 sub YouTube nhanh nhất. Đầu tiên, hãy nhờ bạn bè đăng ký kênh của bạn. Thứ hai, tham gia các group sub chéo YouTube. Ai sub cho bạn thì bạn sub lại, hoặc bạn có thể sub cho họ trước rồi họ sub lại cho bạn. Thứ ba, đây là cách mình hay sử dụng nhất. Có thể kiếm được 1.000 sub trong vòng 3 ngày. Mặc dù sub có tuột nhưng rất là hiệu quả. Khi các bạn sub chéo, các bạn vừa được view nữa, có thể là tương tác, cho nên nó giảm tình trạng bị YouTube quét. Trên điện thoại, các bạn vào CH Live, gõ U sub. Các bạn cài đặt. Sau khi cài đặt xong, các bạn đăng nhập bằng Gmail. Càng nhiều Gmail càng tốt. Các bạn lưu ý, các bạn đăng nhập bằng Gmail nào ở U sub thì trên YouTube các bạn cũng phải đăng nhập bằng Gmail đó. Trước tiên, các bạn phải kiếm điểm bằng cách là xem 70 giây và đăng ký kênh thì các bạn sẽ được 90 điểm. Sau khi có trên 1.000 điểm, các bạn có thể tạo chiến dịch cho kênh của mình. Các bạn copy cái đường link của video của mình, sau đó tạo chiến dịch, rồi paste đường link vào, có nghĩa là dán đường link vào, rồi nhấn Add, rồi nhấn Hoàn thành. Các bạn thấy mình có một chiến dịch trước, mình tạo 10 sub cho kênh, mà nó có thể lên được 16 sub. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé.